Ngày 9 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Lữ Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo phòng y tế, trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thành viên Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể và cán bộ y tế thôn bản. Những năm qua, được sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng, Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân của xã và tập thể viên chức trạm y tế xã Yên Thắng đã nỗ lực phấn đấu cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về y tế, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, tạo được niềm tin và được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Hiện nay, trạm y tế xã Yên Thắng được xây dựng với tổng diện tích hơn 1.176m², gồm có 17 phòng chức năng và công trình phụ trợ, nhà bếp, kho, máy phát điện, tủ cho quầy thuốc, bàn ghế. Cùng với đó, trạm được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu như máy siêu âm, có đầy đủ thuốc chữa bệnh, thuốc chống sốc và thuốc cấp cứu thông thường. Hàng năm, tỷ lệ khám chữa bệnh tại trạm đạt 94,6%. Các bà mẹ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi được khám và tiêm phòng đầy đủ. Công tác giám sát, phát hiện và phòng chống dịch bệnh được chủ động, thực hiện thường xuyên, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Toàn xã có 100% số hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Với những kết quả trên, trạm y tế xã Yên Thắng được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng chí Lữ Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trao bằng công nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã cho Đảng bộ và nhân dân, tập thể cán bộ trạm y tế xã Yên Thắng. Phát biểu tại lễ đón nhận, đồng chí Lữ Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, cán bộ nhân viên trạm y tế xã Yên Thắng đạt được, đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đội ngũ cán bộ nhân viên trạm y tế thôn bản không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.